Anh chị thấy không? Ở đây trồng hoa rất là nhiều, đẹp lắm anh chị. Nhìn thơ mộng ha. Đây, em zoom lại nè. Đấy, bông hoa quá trời luôn. Xuyên mộc 2023. Phía trên này, xuyên mộc 2023. Đấy. Thì em đang ở đây là ở ngay công viên Hồ Bà Tô anh chị. À, công viên nơi công viên công cộng, đầu kia có những cái dụng cụ tập thể dục này kia cho người dân ở đây ha. Đây này. Đó. Còn ở phía trên thì có cái đường đường D phía trên đó. Phía trên nhìn xuống thấy lòng bờ hồ Bà Tô đó. À. Nói chung là chiều hoặc là sáng sớm có những người hay thích tập thể dục anh chị, chạy bộ hoặc là đi ấy quanh hồ Bà Tô này. Khoảng đâu đó là cái diện tích hồ Bà Tô này đâu đó là 10 hết, khoảng cả 100 hết đó chị. 100 hết đó. Đây là trung tâm luôn. Ngay bên này là chợ Bà Tô rồi anh chị. Chợ Bà Tô hay là được gọi là chợ của huyện Xuyên Mộc luôn đó. Chợ này lớn nhất huyện Xuyên Mộc. Đó. Ở đây là kinh tế chính của huyện luôn anh chị. Về đây làm kinh tế rất là nhiều. Hay ngoài đây là ra ngoài đây là vòng xoay hồ Bà Tô rồi nè. Đây để em ra đây. Ở ngoài đây là quốc lộ 5 nha anh chị. Thì ngay đây là trung tâm rồi, trung tâm huyện rồi. Hành chính rồi nè, nằm bám theo quốc lộ 5 hết. Rồi bây giờ anh sẽ xin giới thiệu tới cô chú anh chị một cái bất động sản, mà một cái ngôi nhà rất là bự, rất là đẹp. Nói chung là tiền xây dựng thì xây dựng nhà đó thì khoảng đâu đó là cả gần 3 tỷ rồi. Đó, mà chưa kể đất nha, đất là đất thị trấn mà gần 1.000 mét vuông anh chị. Ở mặt tiền đường có tên tuổi luôn, giá bán có 7 tỷ rưỡi nha, 21 mấy mặt tiền lần anh chị. Đây, vòng xoay hồ Bà Tô này. Ở đây trung tâm luôn, chợ đò này. Đây là chợ ha. Ở không thiếu bất cứ gì. Ở cái ở đây thì để mà ăn uống chi tiêu để sử dụng dưới này thì không có cao anh chị ha. À, tại vì cái lương thực đồ này kia, phẩm hải sản này kia thì ở đây đều ngư dân đánh bắt cá ở đây đều là có hết anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đi vào cái bất động sản đó cho cô chú chị mình xem. Cách ở ngay đây thì khoảng 900 mét, một cây số thôi. Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Chỗ em Điền đang đứng đây thì dường như là trung tâm thị trấn Phước Bửu luôn rồi, cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị ha. Đây, ở đây thì trung tâm thì không thiếu bất cứ gì anh chị ha. Đó. Hiện tại em Điền đang đứng trên cái con mà đường nhựa rộng khoảng là hơn 6 mét rồi. Đó, tương lai là đường mình sẽ mở rộng ra luôn, có vỉa hè luôn anh chị. Đường này tương lai là có tên là đường 34A đó. À, khúc đầu này thì mở tới ngay ngã tư đây rồi. À, và đâm thẳng tới đây ha. À, đầu kia thì làm xong hết rồi, xuôi hết rồi. Chuẩn bị bàn giao rồi anh chị. Đó, thì đi ra chút xíu đây mình sẽ giao lại đường số 4 nha. Đó, đường số 4 mình sẽ đi thông ra được trung tâm thương mại này, trung tâm thương mại bên này và khu tái định cư. Đó, và ra quốc lộ 5 ha. Còn bên này thì mình đi sẽ đi giao với lại đường Huỳnh Minh Thạnh. À, đường đó đi xuống biển Hồ Tràm anh chị. Từ đây xuống biển Hồ Tràm mất đâu đó khoảng là 10 phút đi đường. À, cách khoảng 8 cây số anh chị ha. À, đi xuống biển rất là gần. Thì cái biển Hồ Tràm thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi, đó biển du lịch cũng nổi tiếng gần đây, vài năm gần đây ha. Và đi ra đây chút xíu là mình sẽ giao với lại đường Điện Biên Phủ, hay được gọi là đường số 2 anh chị. À, dân địa phương ở đây thì đa số nói là đường số 2. Ai cũng biết đường đó. À, đường số 2 mình cũng thông ra trung tâm thương mại này, à, khu tái định cư. Cũng là hướng này thì cũng là thông ra đường Huỳnh Minh Thạnh và đi được quốc lộ 5 nha. Từ đây ra quốc lộ 5 khoảng đâu đó là 900 mét này, chưa tới đâu, 900 mét. Đường thì thông thương, đường số 2 này mình đi được quốc lộ 5 mà. Đi rẽ bên phải chút xíu ra quốc lộ 5 rồi. À, quốc lộ 55 thì cô chú chị cũng đã biết rồi, giao với lại đường quốc lộ 51 và 56 đi Sài Gòn, Hồ Chí Minh và Đồng Nai anh chị.
từ thành phố Hồ Chí Minh mà cô chú chị di chuyển về đây cũng khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đồng hồ để xuống đây và xuống bất động sản mình luôn. Tất nhiên là đường này có vỉa hè rồi mở rộng ra, thông ra chỗ này thì chút xíu là trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung học phổ thông. Rồi bên tay trái thì ra mầm non, nói chung là không thiếu, nói chung gần trung tâm hành chính đó chị, không thiếu bất cứ gì ha. Đi ra chợ thì khoảng đâu đó gần cây số chợ Bà Tô, đó là chợ lớn nhất huyện Xuyên Mộc rồi. Cái lộ giới thì em đi cũng có đo là lộ giới từ đây mà đi vô là khoảng là 5 mét, 5 mét ha, nó lộ giới nó đi xéo vậy nè, bên này vô 5 mét nè, đó trừ đúng y lộ giới luôn anh chị ha. Đó là tương lai đường mình sẽ kinh doanh được anh chị. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu tới cô chú chị này một cái căn nhà rất to rất rộng, tổng diện tích là 757 mét vuông, thiếu khoảng 200 mấy nữa thôi là đủ 1.000 mét vuông anh chị. Gần 1.000 mét vuông mà đất ở thị trấn anh chị, mà giá cực kỳ mềm luôn. Tính ra thì tiền đất không á, là hồi trước mua đâu đó là 400 mấy triệu một mét rồi đó, mà bây giờ ảnh bán cắt lỗ thôi, bây giờ ảnh xây dựng rồi lên hết luôn đó. Nhà mình thì mới xây khoảng hoàn công mới khoảng là hơn 1 năm thôi đó, cổng rào nhà sân vân vân, nói chung là bây giờ ảnh bán lỗ á chị. Bây giờ em sẽ báo giá trước, luôn sợ mình có 21 mét tiền đó, sâu 36 mét đó, và bây giờ bán là khoảng đâu đó là 350 mấy triệu mét mét ngang thôi chị, đâu đó là 7 tỷ rưỡi anh chị ha, 7 tỷ rưỡi cho tổng bất động sản mình và có thương lượng nha anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào bên trong cho cô chú chị mình cùng xem nhé. Trước mắt là cái căn nhà này thì để ở thôi à, chưa kinh doanh được, kinh doanh thì có chỉ có là cho kinh doanh cho thuê thì được đó. Hiện tại căn nhà mình thì đang cho thuê là 15 triệu một tháng anh chị ha. Vào bên trong thì mình sẽ gặp một cái cổng rào ha, cái cổng và có chuông luôn, có camera đèn năng lượng mặt trời đó. Thì cổng vô thì có một cổng chính là cổng ô tô và hai cổng phụ là cổng đi xe máy anh chị. Cổng ô tô mình thì có là cái bấm điều khiển từ xa luôn chị, anh chị mình không cần phải xuống xe để mở cổng ha, bấm phát là nó mở cổng cho mình luôn và mình đi vô đóng mở luôn. Căn nhà quá đẹp anh chị, một trệt một lầu, ở tổng diện tích sàn xây dựng đâu đó là 300, tổng diện tích xây dựng thì khoảng 300 mét vuông anh chị ha. Ở dưới thì khoảng 150 và ở trên thì 150 ha. Nói chung là ngang là 8 mét anh chị, ngang 8 mét có trăm diện tích sàn thì trăm gần trăm khoảng 150 thôi, còn lại là 500 mấy mét vuông là đất vườn, làm vườn và nhà mát và sân này kia đó. Nói chung là không gian thì rộng thoải mái đó. Phía sau thì có cái khu vực đậu xe ô tô này đó, máy vòm ha, nhà nghỉ mát, nhà ăn nhậu riêng và toilet riêng. Chỗ này thì anh làm cái này làm cho vui nè, nhà sàn kiểu là làm bằng trụ tiêu anh chị ha. Rồi căn nhà nhân vật chính của mình mới xây hơn có hơn năm mà giờ bán này, thực sự là bây giờ anh bán mình cũng tiếc nữa chứ nói gì ảnh nữa. Nói chung là gia chủ này cũng thân tình với em anh chị ạ. Một xây dựng thì một tầng trệt một lầu, có lan can phía sau luôn. Xây thì ngang 8 mét anh chị ha, 8 mét sâu vào đâu đó là 20, sâu vào đâu đó mười mấy 20, gần đâu đó gần 160 mét vuông rồi. Đó, nhân đôi lên bây giờ em sẽ đi vào bên trong. Chị ơi chị, em vào quay, em quay xíu nhé. Dạ rồi. Ở dưới không gian bếp, toilet dưới này, toilet riêng ha, đây từng trệt bàn ăn. Đâu có đâu, không có nhà.
Ở dưới này chỉ có một phòng ngủ thôi chị ha. Có phòng ngủ. Dạ, một phòng ngủ ở phía dưới. Đó. Ở dưới là một phòng ngủ nha. Đây là phòng khách này. Hiện tại đang cho thuê anh chị. Trần nhà. Nói chung là căn này xây dựng cũng tốn rất là nhiều tiền anh chị. Đây, cầu thang đi lên này. Đó, cái mặt cầu thang thì chạy CNC luôn chị. Và thanh gỗ, thanh nắm, tay nắm là gỗ. Đây. Phía trước này thì cũng là có thể là một cái phòng thờ, là một cái phòng thờ anh chị ha. Đây là phòng thờ. Đây là cái không gian lan can phía trước này, nhìn xuống này. Đó. Ở đây thì dân cư đông rồi anh chị. Đây, anh chị thấy này. Dân cư đông. Điện nước đầy đủ rồi, không thiếu gì ha. Đây sử dụng nước máy. Luôn xã mình thì có rất là nhiều camera luôn. Đây một cái này. Bên này một cái này, đèn năng lượng cũng của mình hết luôn ha. Và dưới này hai ba cái nữa nhé. Nói chung là bất động sản mình có sẵn rồi. Bây giờ cô chú chị mình mua thì chỉ dọn vào ở thôi, chứ không có lắp đặt thêm bất cứ gì ha. Thì bất động sản mình hoàn công hơn năm rồi, mới hoàn công. Ở đây một phòng ngủ ha, có cái tủ gỗ, tủ đựng áo quần âm tường nha. Một phòng, hai phòng, thêm một phòng trong này nữa. Và đây là toilet và phòng tắm riêng nha. Ba phòng, bốn phòng. Tính ra tên này là có bốn phòng ngủ á chị, bốn phòng ngủ. Có bốn phòng ngủ và bốn phòng ngủ ở phía trên và một phòng ngủ phía dưới là năm phòng ngủ á chị ha. Công sản mình có năm phòng ngủ. Ở đây là cái khu bậc cờ được gọi là lan can phía sau. Phía sau này mình có thể là phơi đồ này kia ha. Ở đây nhìn xuống này. Tất nhiên là bất động sản mình sẽ có là cái bản vẽ xây dựng và có cái bản vẽ thôi. Còn ảnh chưa có xin giấy phép xây dựng anh chị. Nói chung ảnh xin cũng dễ. Mình mua thì ảnh xin dễ dàng lắm chị. Tại vì ảnh cũng làm trong cơ quan này kia đó. Cơ quan nhà nước đó cũng làm cái giấy phép xây dựng cũng dễ.